sáng ngày mới tất cả mọi người. Nhà Sói Trích lại đi ăn sáng đây. Thời tiết hôm nay nắng rất là ấm, nhưng mà gió thì cũng tê tái mặt đấy. Gì đấy con? Tròn mắt à? Đây con đi vào bóng râm với ba. Đi chạy vào bóng râm với ba với em Trích. Ê, chắc mày, Daddy here, Daddy. Look. Ba đây cơ mà. In here. Và em đang lựa chỗ để ăn sáng. Oh, but David Jones, the place is underneath? Yeah. Yeah, you can go there. Raphael, come on. Nè, con. Đòi đẩy em. Good boy. Đẩy thẳng nhá con nhá. Đẩy em thẳng. Ba phải chỉnh, ba phải chỉnh. Lái thẳng nhá. Bù bù bù. Thank you.
đấy là cái siêu thị đồ ăn. À, siêu thị đồ ăn này, hoa quả này, như một cái siêu thị nhỏ nhỏ bình thường ấy. À, của hệ thống trung tâm mua sắm David Jones. Wow. I need toast. That is toast. Yeah, that's croissant. Croissant. Yum yum. Croissant. Thôi bị ngon luôn. Bánh sừng bò với ham và cheese lại còn không ngon nữa thì còn cái gì ngon nữa hả con? Wow. Ooh. Wow. Yeah. Ngon thế nhở? Cho em chích miếng. Dad, can you get Zoe one piece of it? Please. Woohoo! There we go. Is that hot? Nom nom. Yum. Em đội cái mũ vào ở trong cái góc này nó hút gió. Đội mũ vào nhá. Mẹ tưởng không ngon mà ăn tích cực thế. Lúc đầu cô mang ra lại còn không, con không ăn đâu chứ. Bây giờ ba cắt cho thì lại ăn rất là nhiệt tình. Nào lấy cho em chích miếng nữa nào. Em chích. Gật gật. Gật 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 gật. Em ơi, sáng nay ngủ dậy mẹ sớm chích nghĩ là làm cái gì thì nó mơ mơ một tí, nên là trang điểm giống kiểu Ấn Độ. Có cái nốt rời Ấn Độ ở giữa này. Nói thế có bạn nào tin không? Mình nói đùa đấy. Sáng nay dậy á, cả cái chỗ này của mình nó còn sưng lên cơ, sưng đỏ hết lên á. Bây giờ nó có một cái vết này, không biết là bị muỗi đốt hay là bị con gì đốt nữa. Đại loại là nó rất là ngứa. Từ sáng mình ngủ mình không để ý, kiểu vẫn buồn ngủ mà nằm như là cứ gãi rồi lấy tay châm, thế là nó sưng lên, sưng đỏ lên. Thế bây giờ nó xem xuống thì nó thành ra có cái vết này, thì đây chắc là cái vết cắn. Chích có kiểu uống nước rất siêu nhân, uống nước không cần giữ bình. Bình đã đứng ở đùi em rồi. Đứng ở đùi và dựa vào người. Miếng nữa nhá. Đấy. Mỗi anh em một nửa trước. Happy. Last one. Yum. Bacon for the boy. No, that's ham. It wasn't bacon. Good boy. Ba sói chích nghiện ăn sáng món trứng Benedict. Còn mình thì có đồ ăn sáng như bình thường. Cái suất này ở đây người ta gọi là suất Big Mama Breakfast. Có thịt bacon này, xúc xích này, cà chua này, bánh mì nướng, hash browns, nấm xào và trứng. Mời mọi người ăn sáng nhé. Thôi sói ăn xong rồi. Ăn xong nhiều năng lượng quá. Em chích ngủ trời. Nhà em chỉ đi loanh quanh thôi. Hôm nay cũng không có cái kế hoạch gì cả. Cuối tuần là nghỉ ngơi. Rafi. I'll get you. Daddy, be fast. Be fast, Daddy. You make me
mặc áo sát nách phao của anh sói hồi bé. Bây giờ ba con đi ra ngoài đi chơi, đi mua đồ linh tinh. Mẹ em tranh thủ ngủ một tí đây. Mẹ em zip hết cả mắt vào rồi. Your shoes on. There you go. Đây nhá. Đây nhá. Đấy, ba đi giày cho em. Rafi, you need to hop in for daddy. Can we not go? You better go to sleep then. Yeah, I will. Yep. Okay. They're back, baby wiping everything underneath there. Okay. Yeah. Có khi đưa mày quay cho ba cầm đi vlog. Hang on, Dad. Check this one and make sure it's not scratches. Rafi. Yeah. Bye. Bye. Bye-bye. That should be the start of your YouTube video. See ya. See ya, Rafi. Bye. Bye. Bây giờ mình phải tranh thủ ngủ một giấc ngay vừa khẩn trương. Mắt díu vào rồi, không mở nổi ra nữa. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi chiều nhá. Đang miệt mài tìm cách để trèo lên cái ghế sofa. Rất là miệt mài. Ui dồi. Ui dồi. Làm sao để trèo được lên nhỉ? Hả? Hả? Mẹ không giúp được. Không trèo lên được, chán, ra đây để rung đèn à? Hả? Này. Hả? Mang cái gối đi đâu đấy? Này. Hey, mang cái gối đi đâu đấy? Come here. Này. Con mang cái gối đi đâu đấy? Mang đi đâu đấy? Hả? Mang cái gối đi đâu và để làm gì đấy? Mẹ em vừa tắm cho hai anh em xong. Đợi ba em để đi ra ngoài ăn tối. Ba con đi chơi về thì cũng là 5:30 chiều. Mẹ em ngủ được một giấc đã ơi là đã. Nào, con trèo lên kiểu gì nào? Em trèo được đấy. Lần trước em trèo một lần rồi. Làm thế nào để trèo lên nhỉ? Vất vả thế nhỉ, đưa được cái chân lên rồi nhưng không có cái điểm nào để bám cả. Bảo sói, giúp em với. Sói ơi, giúp em với. Where's Daddy Man? Hả? Bà đâu? Where's Daddy Man? Vất vả quá. Bình thường á là em kéo cái gối kia em để xuống sàn, sau đấy thì là đứng lên cái gối đây để mẹ em diễn tả lại.
Chỉ cần mình đặt cái gối này xuống đây thôi là em nhớ ra này. Đây con, Zoe, Zoe, anh sói lui ra. Đấy. Không, mẹ không giúp được, con phải tự. Đây con tự thử xem nào. Tự thử xem nào. Ê. Thử xem nào. Quên à. Vừa nãy cầm được cái gối xuống rồi nhưng mà không nhớ là mình cầm gối xuống để làm gì. Ơ. Đáng chơi vui vẻ mà lại ăn vạ như thế là không được rồi. Không hay một tí nào cả. Không hay một tí nào cả. Con nhìn này, anh sói có khóc đâu. Anh sói có khóc đâu. She just frustrated because she couldn't get on the sofa. Thấy ba. Ôi trời. She pulled the cushion down, but she forget like what's that purpose for. Được chưa? Vui vẻ chưa? Wow. Wow. Vui vẻ chưa? Lên được cái ghế rồi đấy. Ôi dồi ôi. Thích quá. Wow. Cái đồ nước mắt cá sấu. Cái đồ ăn vạ. Cái đồ ăn vạ. Kiss it for daddy. Thơm ba thế nào? Hay quá. Hay quá. Tiếng nhạc hay quá. Maybe people think that's SOS. Ôi hay quá. Hay quá, hai đứa phá hoại. Mẹ bê xuống nhá. Bê xuống nhá. Thế xuống đi, ngồi đấy làm gì? Thế xuống này con đi. Nào. Mẹ bê nhá. Chào mẹ cái điều khiển à. Chào mẹ cái điều khiển. À. À. Không. Chào mẹ cái điều khiển đây. Chào giả vờ thế à. À. À, chào mẹ cái điều khiển. Thế mẹ bê xuống nhá. Mẹ bê xuống nhá. Dad ask her. Mẹ bê xuống nhá. Xuống đất nhá. Đi nhá. No. Đi nhá. Đi nào, đi. No. Ai. Raffy, don't be silly. Let's play tag. No. Bê xuống nhá. Xuống nhá. No. Xuống nhá. Nào. Này, hư quá. Này. Nào mẹ bê xuống nè. Bê xuống đây đi nào. Đi. Đi xuống. Ba đi, mẹ đi, anh sói cũng đi. Nào. Anh sói. Con không bê được. Con làm sao bê được em. Ôi dồi ôi. Lượn giọng. Đố mọi người đoán được là hôm nay nhà sư Trinh đi ăn đồ gì buổi tối. Thời gian đầu khi mà cả nhà xuống thế này ý, thì đi thử đủ chỗ rồi, ăn đủ thứ rồi. Thành ra là đến bây giờ cứ tối là nghĩ xem tối nay phải ăn gì nhỉ. Lại ăn đồ Nhật. Mình sẽ đi mua mì udon như hôm trước ấy. Còn ba sở chích thì ăn cơm Nhật. Cơm cà ri của Nhật. You wanna hop off? You wanna hop off? What's wrong? Con
giống như con sâu á. Ồ đây mẹ, đây mẹ đây. Trinh mệt quá, buồn ngủ quá đây mà. Em ăn chi? Khoai lang chiên, nhằm nhằm nhắm. Hôm nay mình đã để ý để nhớ tên của cái món mì udon này rồi. Tên của nó là DLX Coral. Mời mọi người ăn tối nha. Em thích, cũng thích ăn sợi mì udon. Nên là mỗi lần mẹ em ăn cái mì đấy là em cũng nhâm nhi một xíu xíu. Bây giờ đi về, trên đường đi về mình sẽ tạt vào siêu thị để mua bánh mì, chuối, Nutella ở khách sạn có rồi, để sáng làm đồ ăn sáng cho sói với chích á. Ăn bánh mì, ăn với chuối, với Nutella. Có khi phải tạt vào hiệu thuốc để mua cái thuốc xịt mũi. Chứ mũi mình bị khó chịu lắm. Mũi bị khó chịu đúng kiểu như là kiểu bị dị ứng thời tiết ấy, chứ không phải là bị chảy nước mũi hay gì cả. Cứ sáng dậy là nó bị khô hết cái mũi rồi, nó cứ ngứa ngứa. Sáng nay lại còn có một tí dỉ mũi khô, có chảy máu một xíu xíu. Em đang nún tay đấy, em đang buồn nụ đấy. Bông. Bông, bông, bông. Trích đi ăn tối về nằm vật vã ở trong củi, chơi nghịch đùa với anh sói xong mệt quá là lăn quay ra nún tay ngủ rồi đây. Bây giờ mẹ em ngồi dựng vlog. Hôm nay lại dựng vlog muộn rồi. Ai ai ai. Chích túi của mẹ em. Sói thì chắc là đợi mẹ dựng vlog xong thì đi ngủ nhỉ. Hả? You waiting for mommy? Yeah. Đang chơi thì lại kêu đói. Đói thì đã có bánh mì. Okay, okay. You have them. I don't want them. I see your belly. See your belly now. Put it down. Ew. Sao lại khoe dấu như thế nhỉ? Ew, yucky. Sit down. Sit nice. Có cái xịt mũi vào mũi mình đỡ khô, đỡ khó chịu hơn hẳn. Cái xịt mũi này là được chiết xuất từ thành phần tự nhiên. Thành phần chính là dầu vừng và có thêm cả tea tree oil trong đấy nữa. Nó làm cho mũi mình sẽ kiểu tăng độ ẩm này, làm giảm cái dị mũi này và làm cho mình không có cảm giác bị ở bên trong kiểu nó khô, nó khó chịu, nó nóng ấy. Bây giờ mẹ sói trích phải ngồi dựng vlog. Mọi người nhớ là sau khi xem vlog của mẹ sói trích thì để ý xem đã đăng ký cho kênh chưa. Bạn nào mà chưa đăng ký thì nhớ bấm nút đăng ký nhá. Và nhà sói trích lại hẹn gặp lại mọi người vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam. Bye.